Nhà vườn Cát Tường con xin kính chào quý cô bác và anh chị nhé. Ngày hôm nay của nhà vườn Cát Tường con tiếp tục lại giới thiệu với mọi người cái lô táo đỏ bonsai, cây táo bom đỏ bonsai hiện tại ở vườn nhé. Số lượng ở vườn vẫn còn rất là nhiều và có cả táo cherry nữa nhé mọi người. Táo cherry này, cây cũng rất là to, rất là đẹp. Đây là dòng bonsai quả bom nhé. Trái này đang lớn rất là đẹp luôn này mọi người. Đấy, trái nó đang lớn nhé mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, nếu mà bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua cái dòng táo bonsai mini này nhưng mà táo quả dòng quả bom trái to thì mời mọi người tham liên hệ với nhà vườn nhé. Nhà vườn con là số điện thoại của nhà vườn là 0375227484. Cái dòng táo bom này thì nó rất là dễ trồng này, rất là dễ trồng và quả rất là to nhé các anh các chị mình nhé. Đặc biệt là khi chín sẽ có màu đỏ rất đẹp luôn nhé mọi người ơi. Số lượng cũng còn rất là kha khá đấy. Thế nên bác nào mà có nhu cầu mình muốn trồng thì mình liên hệ trực tiếp cho nhà vườn nhé. Đây ạ. Đây con quay cho các bác xem cái quả của nó vẫn còn đang rất là to nhé mọi người ơi. Quả này còn nhỏ đấy. Nó đang to rất là đẹp luôn này. Đấy cái đít nó còn rất là to nhé mọi người nhé. Cái dòng táo đỏ bom này thì cái loại này nhà con đang bán là 750k một cây nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì mới liên hệ cho nhà vườn con để ủng hộ cho nhà vườn nhé. Số lượng thì còn khoảng ở vườn nhà con số lượng chỗ này là còn khoảng 150 cây nữa thôi. Đấy, rất là nhiều nhưng mà cây rất là đẹp mọi người ạ. Cái dòng này chịu nhiệt rất tốt nhé. Cái lá của nó màu đỏ này khi ra hoa nó cũng sẽ có hoa màu đỏ nhé mọi người nhé. Đấy, cây rất là to, rất là đẹp, dáng nào cũng có nhé mọi người. Đấy, nếu mà các bác nào mà có yêu thương nhà vườn, có yêu thương nhà vườn thì mời các bác ủng hộ cho nhà vườn con nhé. Số điện thoại con có vừa đọc rồi đấy ạ. Cây rất là đẹp luôn, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho nhà vườn nhé. Số điện thoại con vừa đọc rồi, 750k một cây nhé các bác các anh các chị mình nhé. Cây này thì cái gốc của nó rất là to nhé mọi người ơi, gốc rất là to này. Đấy, gốc rất là to và cây thì đang bật lộc, bật lá rất là nhiều. Cây đã thuần ở Việt Nam rồi. Đây cái lá cái lộc nó lên rất là đẹp luôn nhé mọi người này. Quả đang to luôn. Cây này thì có chiều cao khoảng 60 cm nhé. Chiều cao khoảng 60-70-70 cm tùy theo cây nhé mọi người ơi. Đấy, cái dòng này thì các bác về nó con về là nó hàng nguyên bầu nguyên chậu như thế này nhá, chứ không phải hàng dễ trần đâu. Thế nên mọi người về trồng nó lên nên rất là đẹp luôn này. Các cái lộc cái lá nó lên rất là đẹp nhá. Đấy, cái dòng táo này thì quả của nó khi chín ăn sẽ rất là ngọt và thơm nhé mọi người ơi. Rất là ngọt và thơm, đặc biệt cái dòng bonsai này mình trồng tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Nếu mà bác nào có cái chậu xinh xinh mình có thể trồng vào rất là xinh luôn. Do đấy nó còn đang ở trên bầu ấy, thì nên khi mọi người nhìn thấy thì trông nó không thể đẹp bằng mình trồng ở trên chậu được. Nhưng mà cái giá thành ở trên bầu nó sẽ rẻ hơn là ở trên chậu nhá. Đấy, nên mọi người nếu mà ai thích trồng cái dòng táo này thì mời ủng hộ cho nhà vườn con nhé. Quá ra đẹp luôn, rất là xuất sắc cái dòng táo này. Thực sự là về cũng không, đợt này về nữa là không còn hàng nữa đâu nhé mọi người nhé. Đợt này về là không có hàng nữa đâu. Thế nên là bác nào mà thích thì mọi người tranh thủ mua ủng hộ vườn luôn nhé. Rất là mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn. Giới thiệu tới tất cả quý cô bác anh chị một cái loại chanh rất là ngon ở Việt Nam. Và hiện tại cây này tất cả là những cái cây vườn con nhập khẩu về nhá. Đây là cái cây chanh ngón tay nhá mọi người, hay còn gọi là chanh trứng cá hồi này. Cây này đang có biểu cao từ 80 đến 1 mét nhá mọi người nhá. Cây đang có biểu cao từ 80 đến 1 mét này. Hiện và cái cây chanh ngón tay này xin nói với mọi người là nó là cái dòng quả đỏ nhá, quả đỏ. Và cái quả của nó khi chín ý, nó sẽ dài như ngón tay, rất là đẹp luôn. Đấy, cái chanh ngón tay này mọi người còn gọi là chanh trứng há hồi. Thì hiện tại cái cây này nhà con nhập về là đã dưỡng ở Việt Nam rồi. Và cây đã thuần bộc rất là đẹp rồi nhá mọi người. Cây này nhà vườn đang bán là 350k một cây. Đấy, nếu mà bác nào mà có nhu cầu mình muốn sở hữu một cái cây chanh ngón tay thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Cát Tường con theo số điện thoại là 0375227484. Đây mọi người nhìn thấy này, những cái cây này nó rất là đẹp nhá. Đặc biệt nó thuần ở khí hậu và nó đang ra hoa ra lộc. Nó đang ra lộc rất là nhiều này, chuẩn bị cho hoa nhé mọi người ơi. Đấy, nó đang ra lộc rất là nhiều và chuẩn bị cho hoa. Đấy, cái cây chanh ngón tay này thì ở trong ruột của nó thì khi mình bẻ ra ấy thì nó có những tép chanh tròn như trứng cá hồi. Trứng cá thì mọi người gọi là chanh trứng cá hồi là ở cái lý do là như vậy. Đấy, nếu mà bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu một cái cây này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho vườn để nhà vườn gửi cây cho mọi người nhé. Hàng bảo đảm khi mọi người nhận hàng, kiểm hàng trước khi thanh toán giúp nhà vườn với ạ.
cây chanh ngón tay này thì số lượng cũng không có nhiều. Cây ở thuần ở vườn này thì hiện tại còn có 3 cây thôi, nên nhà vườn bán 350k một cây lốt, bình thường vẫn bán là 400 một cây nhá. Thế nên mọi người nếu mà bác nào có nhu cầu mình mua, mình ủng hộ cho nhà vườn nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì mời các bác ủng hộ cho nhà vườn. Tiếp theo này, bên nhà vườn còn có một số ít cái cây cây măng cụt Thái nhá, măng cụt Thái ghép này, hàng rất là đẹp luôn, cây nhập nguyên Thái về mọi người nhá. Cây này là nhà vườn nhập nguyên bên Thái về, hàng vẫn còn túi túi bọc như thế này, rất là đẹp luôn, hàng ghép nhá mọi người ơi. Đây cây ghép này, cây này ghép thì nó rất là nhanh cho trái nhá mọi người, nó rất là nhanh cho trái. Thế nên là mọi người nếu mà bác nào mà có thích cái dòng măng cụt Thái này, và đặc biệt cái dòng măng cụt Thái này thì quả nó rất là to và đều quả nhá, rất to và đều quả luôn, múi cũng đều, rất là ngọt và thơm. Đấy, bác nào mà có nhu cầu muốn trồng cái cây này thì mình có thể cũng liên hệ cho nhà vườn nhé. Cây này thì nhà con đang bán là 160.000 một cây. Bác nào mua 2 cây thì vườn sẽ miễn ship cho mọi người nhé. Cây măng cụt Thái này thì số lượng cũng không có nhiều. Hàng này nhập, hàng này thực ra là cái hàng này nhà con nhập về để gửi qua Trung Quốc, nhưng mà do nó biên nó bị cấm nên số lượng còn bị đọng lại ở vườn thôi, chứ thực ra là nhập về cái là chuyển đi hết luôn, chứ không có cây nào ở Việt Nam luôn đâu mọi người ạ. Đấy, nếu mà bác nào mà có thích cái dòng này thì mình liên hệ cho con nhé. Còn đây là một em quất ngọt thế hệ 2 nhé mọi người ơi. Một em quất ngọt thế hệ 2 này bán nốt cho mọi người là 350k một cây nhé. Đấy, đang ra hoa rất là đẹp luôn, cây rất là đẹp luôn rồi. Đấy, nếu mà bác nào mà thích trồng cái dòng quất ngọt thế hệ 2 này thì mình có thể liên hệ cho vườn. 350k một em đang hoa, đang hoa rất là đẹp luôn này. Đấy, đang hoa cực kỳ là đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, cây, còn một cây này nhá, nếu mà bác nào mà thích thì mình có thể liên hệ cho con. Đấy, để con giới thiệu, để con gửi hàng cho mọi người. Tiếp theo để giới thiệu tiếp tục tới mọi người một số cái cây nữa ở vườn nhá. Đây, đây giới thiệu với mọi người này, đây là cái cây lê nhá, đây là lê này, là hôm trước con có về lê đỏ Lam Phi. Hôm trước con có về thì cái cây nó còn chưa bật lộc lên, mà hôm nay con để ở vườn nó đã bật lộc lên rất là đẹp luôn rồi. Cây rất là khỏe này, cây cực kỳ là khỏe nhá mọi người, có các anh các chị mình nhá. Lê mà lê đỏ Lam Phi nhá, lê đỏ Lam Phi này, cái dòng lê đỏ Lam Phi này thì rất là ngọt và thơm. Nó cái quả của nó độ to vừa phải, không to như là lê ngọt, lê đường xanh của mình, nhưng mà cái dòng này quả của nó rất là ngon, bởi vì là cái mùi vị của nó rất là thơm, quả chắc ngọt. Đấy, cái màu sắc thì cực kỳ là đẹp luôn. Cây thì khi về đã có chiều cao tầm khoảng 1m6, 1m7, nhưng mà do nó quá dài nên vườn cũng đã cắt đi để tạo một cái tán mới cho cái cây lê, nó sẽ đẹp và khỏe hơn. Đấy, cây lê này nhà vườn đang bán là 380.000 một cây nhá mọi người ơi. Cái lê đỏ Lam Phi nhập khẩu nguyên cây, cái cây nó rất là đẹp luôn này mọi người. Cái dòng lê này thì xin thưa với quý cô bác và anh chị, nó rất là không, nó rất là khỏe nhá, nó không hề kém khí hậu một chút xíu nào đâu. Cây hiện tại đang có chiều cao khoảng 1m4 nhá mọi người ơi. Đây, hàng nhập nguyên bầu như thế này về nhá. Đây, hàng nhập nguyên bầu này, nó đang có chiều cao là 1m4 nhá mọi người ơi. Đấy, cái dòng này thì nó cực kỳ là khỏe nhá các quý cô bác anh chị mình nhá. Nó rất là khỏe luôn. Cái lê này rất là khỏe và đặc biệt là chịu nhiệt rất là tốt nhá mọi người ơi. Nó chịu nhiệt rất là tốt nhá. Đấy, nó chịu nhiệt rất tốt, thế nên là khi mọi người trồng ở những cái khu vực nắng nóng như miền Nam, miền Bắc mình đều trồng được, nó không có kén khí hậu đâu. Miền Nam thì mình trồng thậm chí nó còn sẽ ra hoa ra trái 1 năm 2 vụ cơ, không phải là 1 vụ như ở miền Bắc nhá mọi người ơi. Miền Bắc đến mùa đông là nó sẽ ngủ đông, còn miền Nam nó không hề ngủ đông, và sau cái thời gian đấy thì nó sẽ tiếp tục ra được một lứa hoa lứa quả mới. Đấy, thế nên mọi người sẽ, nếu mà bác nào ở khu vực miền Nam mình không phải đắn đo suy nghĩ, trồng luôn những cái dòng lê này thì rất là ok luôn. Tất cả các dòng lê ở miền Nam trồng đều ra trái nhé mọi người ơi, nó đều ra trái. Thế nên mọi người nếu mà bác nào mà thích trồng thì mình trồng luôn nhé. Cái dòng lê này rất ngon nên mọi người có thể trồng vài ba cây cũng được. Cây này thì nhà vườn đang bán là 380.000 một cây, 380.000 một cây nhé mọi người. Cây nhập khẩu nguyên cây như thế này. Đấy, đây là lê mặt trời nhá, lê đỏ Lam Phi. Đấy, hay còn gọi là lê mặt trời cũng là nó nhá. Nó rất là ngon, số lượng thì hàng về không có nhiều đâu, đợt này biên tắc không có được về hàng nhiều. Thế nên những bác mình bác nào mà xem được clip này thì mọi người nhanh tay gọi điện đến cho nhà vườn để nhà vườn gửi hàng cho mọi người nhá. Để giới thiệu tiếp theo tới quý cô bác và anh chị, nhà vườn con còn rất là nhiều những cái cây nữa. Đây,
Đây ví dụ như là thanh mai này. Thanh mai hàng cũng rất là đẹp nhá. Cây thanh mai thì vườn con đang sale còn có 200k một cây thôi. Nếu mà bác nào mà thích trồng thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhá. Sale lại cho mọi người 200k một bầu nhá mọi người ơi. Sale luôn cho mọi người là 200k một bầu này. Số lượng không có nhiều đâu. Còn có vài cây thôi mọi người nhá. Cây còn có vài cây thôi. Đấy. Con còn vài cây thôi nhá. Nếu mà bác nào thích trồng thì mình có thể liên hệ cho nhà vườn. Số lượng còn có vài cây thôi. Đây là thanh mai nhá mọi người ơi. Cái dòng thanh mai này thì chịu nhiệt, chịu khô rất là tốt này. Mỗi ngày khi các bác trồng ý, chỉ cần tưới cho nó một chút xíu nước thôi. Mình không cần phải tưới quá nhiều nước đâu. Thì cái cây nó vẫn rất là khỏe. Thực ra nó là nó không ưa nước. Thế nên mọi người nếu mà tưới hàng ngày, tưới nhiều nó cũng không thích nhá. Đấy, nếu mà bác nào mà thích trồng thì mình có thể chọn cái cây thanh mai này ở những cái nơi mà mình có khí hậu nắng nóng nhá. Còn đâu ở miền Bắc thì cũng trồng được. Nếu mà những nơi nào có khô ấy, nó không bị úng thì trồng cái cây thanh mai rất là ok luôn mọi người nhá. Đây là một cái cây cây mận mận đỏ bông hạt nhá mọi người ơi. Đây là mận đỏ bông hạt này. Như vườn vẫn giới thiệu với mọi người ấy, cái dòng mận đỏ bông hạt này thì nó là cây nhập khẩu. Và cái cây này thì hiện tại ở vườn nhập về đã ủ rồi nhá. Đã ủ này. Đã ủ bầu rất là tốt rồi và cái rễ nó đã ra rồi nhá mọi người ơi. Cây này gửi đi xa rất là ok luôn. Cây này gửi đi xa rất là ok luôn. Cái mận đỏ băng hạt này thì số lượng còn rất là ít thôi mọi người nhá. Hàng cũng không có nhiều. Thế nên cái cây này nhà vườn đang bán là 450.000 một cây nhá. 450.000 một cây mận đỏ băng hạt này. Cái dòng này quả của nó khi xanh ăn cũng sẽ rất giòn và cái hạt nó vẫn mong ra nhá. Và hơi chuyển màu đỏ đã ăn là rất là ngọt rồi. Hơi chuyển màu sang màu đỏ là ăn là rất là ngọt nhá mọi người ơi. Cái dòng mận đỏ bông hạt này nếu như bác nào mà có thích trồng thì mình trồng luôn giúp em, bởi vì là cái quả nó rất là ngon nhá mọi người ơi. Quả ngon, mặc dù cái quả của nó to vừa phải thôi nhưng mà khi chín nó chuyển dần sang màu đỏ tím rất là ngon và rất là ngọt luôn mọi người ạ. Rất là ngọt luôn. Cái dòng mận đỏ bông hạt này thì số lượng không có nhiều. Mọi người lên trồng giúp em nhá. Mọi người lên trồng giúp em cái dòng mận đỏ này này. Nó ngon cực kỳ luôn. Ở cái khí hậu này nó được trồng ở cái vùng Tân Cương ấy. Nó bây giờ ấy, mọi người bây giờ các cái dòng giống cây ăn trái thường thường người ta cải thiện rất là nhiều về cái độ chịu nhiệt của nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bây giờ cái khí hậu càng ngày càng nóng lên. Thế nên là các cái cây ăn trái dần dần nó cũng thích nghi dần với cái khí hậu nóng lên ý. Thế nên là những cái bác nào có những cái cây mà tưởng chừng như chỉ vùng lạnh trồng được thì vùng nóng cũng trồng được, mà tưởng chừng như vùng nóng trồng được thì vùng lạnh cũng đã trồng được rồi. Nên mọi người trồng sẽ rất là yên tâm nhá. Cái cây mận đỏ bông hạt này thì nhà vườn số lượng chỉ còn có độ khoảng 7 cây thôi, 7-8 cây gì đấy. Thì bác nào mà có trồng thì mình liên hệ trực tiếp cho con nhá. Cây này nhà vườn đang bán là 450.000 một cây nhá. Đây 450.000 một cây mận đỏ bông hạt cực kỳ là đẹp, hàng đảm bảo, cây nhập khẩu và đã nuôi dưỡng bầu rất là ổn định rồi nhá mọi người ơi. Cái dòng mận đỏ này thì là số lượng không có nhiều, nên các bác các anh chị nào mình mà có xem được cái clip này thì mình có thể gọi điện trực tiếp cho vườn theo số điện thoại 0375227484. Zalo của nhà vườn là cũng là 0375227484 nhá. Rất là mong được quý cô bác và anh chị luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho nhà vườn nhá. Đấy, qua cái cây mận đỏ bông hạt này thì bác nào mà có xem clip hơi dài thì mọi người cũng cố gắng xem và ủng hộ giúp vườn nhá. Đây, qua cái clip này thì mọi người có bác nào muốn mua một cây chanh vàng có quả không ạ? Chanh vàng Mỹ đang có quả, cây đang to cực kỳ luôn, nhà vườn đang bán này. Cây dáng chi thoát thân nhá. Cây này nhà con đang bán là 600k một cây, quả to đẹp. Đấy, cái dòng chanh vàng Mỹ này quả nó rất là to nhá mọi người ơi. Quả nó cực kỳ là to luôn. Thế nên là bác mình mà cái dòng chanh này ý, cái độ tinh dầu của nó thì rất là cao nhá. Nếu mà bác nào cho có một cây chanh vàng Mỹ rồi, mình có thể dùng cái loại đấy để mình vừa chơi cảnh lại vừa có thể ngâm với mật ong để mình khi mình bị ho trái gió trở rời ý, kể cả trẻ con uống rất là lành tính và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe nhá. Bởi vì cái tinh dầu của nó rất là nhiều. Thế nên chanh vàng Mỹ này mà bác nào mà chưa có thì mình cố gắng trồng đến 1-2 cây ở trong nhà nhá. Vừa đẹp nhà lại vừa tốt cho sức khỏe. Chanh vàng Mỹ này thì hầu như nó ra trái là quanh năm nhá mọi người ơi. Nó ra trái gần như là quanh năm luôn mọi người ạ. Nó lúc nào cũng ra trái quanh năm luôn nhá. Đây mọi người trồng rất là thích. Khí hậu thì mình có thể trồng Bắc Trung Nam đều được, không có kén khí hậu nhá mọi người ơi. Còn tiếp theo giới thiệu tới quý cô bác và anh chị một cái lô táo tàu nhá. Táo tàu ở vườn con này. Cây táo tàu này thì hiện tại là ở vườn số lượng còn có khoảng cái cây choai choai này thì ở vườn con hiện tại còn có khoảng là
hơn chục cây thôi. Hơn chục cây thôi thì vẫn bán là 800.000 một cây. Thì hôm nay vườn sale cho mọi người có 650.000 một cây nhá. 650.000 một cây. Cái giống này nó là cái giống quả tròn nhá mọi người ơi. Nó là Đông Gia và Sugar Ken nhá. Đông Gia và Sugar Ken này. Horiza hình như có một cây, hai cây thôi. Đấy, Horiza thì có một hai cây ở trong góc kia đấy. Đấy, còn đâu là Sugar Ken và Đông Giao. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu trồng cái cây này thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn theo số điện thoại 0375227484 nhá. Đấy, bác nào trồng thì có thể liên hệ trực tiếp này. 650k một cây mọi người ơi. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Hàng này nhà con là hàng nguyên bầu nhá mọi người ơi. Hàng nguyên bầu phun rễ cho tất cả quý cô bác anh chị nếu nào mình có thể muốn trồng nhá. Cây đẹp lắm mọi người ạ. Đấy, phun rễ cho tất cả quý cô bác và anh chị mình nhá. Đây, 650k một cây. Cái dòng Đông Giao này thì dòng Đông Giao với cả Sugar Ken này thì thực ra là số lượng nó không có nhiều, cây nó cũng không được đẹp, cây nó cũng không kiểu cây to ấy, cây nó không to, cây nó cao vừa phải thôi, nó không cao lắm. Bác nào mà thích tán nó thấp thấp thì mình có thể bấm đỡ cái cành ở trên này đi nhá. Bấm đỡ cái cành ở trên này đi để mình tạo cái tán nó thấp hơn cũng được. Hoặc là bác nào thích cắt thích thấp nữa thì mình có thể cắt ngang tới đây luôn để tạo ra một cái nhánh mới ở đây. Thì cây của mình nó sẽ theo ý của mình nhá các bác, các anh chị mình nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp cho nhà vườn theo số điện thoại là 0375227484. Rất là mong được quý cô bác và anh chị ủng hộ cho nhà vườn nhé.